Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về công dụng của trà sâm Pochon Hyo Lim đến từ Hàn Quốc đối với những người trước khi ốm và sau khi ốm dậy à, Thưa các bạn, trong thời kỳ mà cơ thể của chúng ta ốm yếu mắc các căn bệnh thì chúng ta thường xuyên gặp phải những cảm giác như là nhạt mồm nhạt miệng không ăn uống được gì và chính vì vậy thì khiến cho sức khỏe của chúng ta ngày một yếu đi cũng như là khiến mồm miệng của chúng ta đắng ngắt và chính vì vậy thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta và việc làm như thế nào để vừa bồi bổ sức khỏe vừa tăng cường sức khỏe cũng như là tăng cường sức đề kháng ở trong thời kỳ bị ốm và sau khi ốm dậy luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm và Bên cạnh những loại thực phẩm bổ dưỡng thì việc sử dụng những loại thức ăn, thức uống cũng là điều vô cùng quan trọng. Chính vì vậy trong video này thì Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm trà sâm Potron Healim, một trong những dòng sản phẩm vô cùng tuyệt vời dành cho những người đang trong thời kỳ chữa trị bệnh và sau khi ốm dậy. Trà sâm Potron Healim là một trong những sản phẩm được sản xuất từ hồng sâm 6 năm tuổi, đồng thời kết hợp với một số tá dược một số loại phụ liệu khác và dòng sản phẩm trà hồng sâm potron hiu lim này à, nó ở dạng gói trên tay kiểu oanh đây và mỗi lần chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ trực tiếp pha với nước dòng sản phẩm hồng sâm này thì vô cùng dễ uống cũng như là hương vị thơm mát khiến cho những người mà đang trong khi mà bị ốm hay chúng ta sau khi ốm dậy dù mồm miệng của chúng ta bị đắng ngắt chúng ta không ăn uống được gì thì vẫn sử dụng được sản phẩm này bởi vì với hương vị thanh mát cũng như là dễ chịu khi chúng ta sử dụng thì nó không chỉ là tăng cường sức khỏe tăng cường sức đề kháng mà thậm chí là còn khiến cho cơ thể của chúng ta cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn trà hồng sâm potion hyolim thì có chứa chất chống oxy hóa cao thế nên là trong quá trình chúng ta sử dụng thì nó không chỉ là giúp tăng cường sức khỏe giúp thể trạng của chúng ta hồi phục nhanh sau khi bị ốm mà còn có khả năng là ngăn ngừa một số căn bệnh xảy đến trong thời kỳ này đồng thời là giúp tăng cường sức đề kháng cho chúng ta và quan trọng là sản phẩm trà hống sâm potion heo lim này thì với thiết kế nhỏ gọn với những gói nhỏ như thế này thì chúng ta có thể mang đi mọi lúc mọi nơi đồng thời là Ờ, với sản phẩm này thì chúng ta hãy nhớ cho kiểu oanh là pha với nước ấm để sử dụng tốt nhất. Và sản phẩm này thì có thể sử dụng được cho mọi lứa tuổi cũng như là ngay cả khi chúng ta bình thường có thể không gặp uh, vấn đề gì thì chúng ta cũng có thể sử dụng được sản phẩm này như một liệu pháp giúp tăng cường sức khỏe uh, rồi giúp cho chúng ta ăn ngon ngủ ngon hơn. Và với dòng sản phẩm trà hồng sâm pô trơn Lim này thì chúng ta sử dụng như trà uống mỗi ngày một ngày các bạn có thể sử dụng từ 3 cho đến là 4 lần tùy theo sở thích của mình. Đồng thời là các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh là với sản phẩm này thì chúng ta hãy bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát để tránh là nhiệt độ ảnh hưởng đến dòng sản phẩm cũng như là khiến cho sản phẩm bị ẩm. À, trên thực tế thì với sản phẩm uh, trà sâm Potron hiêu Lim này thì có thể sử dụng được cho mọi đối tượng như Kiều anh vừa kể trên à, Ngay cả người cao tuổi khi mà chúng ta kém ăn mất ngủ thì chúng ta cũng nên sử dụng sản phẩm này để giúp cho mình ăn ngon ngủ ngon hơn Và với dòng sản phẩm trà hồng sâm Potron hiêu Lim này thì với chiếc hộp khá là nhỏ gọn như các bạn có thể thấy bên cạnh Kiều anh Đồng thời là trong hộp giấy như thế này thì sẽ có 100 gói trà sâm như thế này Đây ạ với 100 gói sâm như thế này thì chúng ta có thể sử dụng được trong vòng 1 tháng Đồng thời là khi chúng ta dùng thì hãy nhớ lại cho Kiều Anh Đó chính là luôn luôn bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát Và với việc sử dụng trà sâm như thế này thì chúng ta cũng nên mua sản phẩm chất lượng uy tín và để mua được dòng sản phẩm chính hãng thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 hoặc 0904 886 428 để được tư vấn trực tiếp và miễn phí về dòng sản phẩm trà hồng sâm này. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video dưới đây để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm và cuối cùng các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho sản phẩm trà hồng sâm này. Chỉ với 300.000 cho một sản phẩm trà hồng sâm như thế này thôi, chúng ta đã vừa cải thiện được sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đồng thời là hồi phục cơ thể thể trạng nhanh chóng sau khi bị ốm. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm về dòng sản phẩm trà sâm Po Chơn Hyo Hyolin đến từ Hàn Quốc thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.